Hiện tại với chỉ hơn 4 triệu là các bạn có thể sở hữu những chiếc Galaxy S9 Hàn Quốc siêu đẹp như này nhé. Nhưng một cái điều khó khăn ấy, đó là các bạn có thể chọn được chiếc máy nào mà nguyên zin, nguyên bản sửa chữa không phải dễ đâu. Và hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn các bạn cách chọn mua được những chiếc Galaxy S9 phiên bản Hàn Quốc vừa zin, vừa đẹp, vừa rẻ nhất nhé. Cùng xem clip. Vâng, thì hiện tại mình đang có ở đây là những chiếc Galaxy S9 của phiên bản Hàn Quốc. Thời điểm hiện tại thì bên mình bán với mức giá chỉ hơn 4 triệu cho các bạn nhé. Thì chỉ hơn 4 triệu cho những chiếc máy này thôi. Đây là những chiếc máy hoàn toàn là nguyên bản, là nguyên zin và chỉ dùng nước thôi. Có nghĩa là hình thức rất là đẹp ấy. Chi tiết thì các bạn có thể vào website mm.vn hay là đường link mình để dưới mô tả để biết chi tiết về giá sản phẩm này. Bây giờ là tháng 5 của năm 2020, thời gian sau thì có thể nó sẽ giảm giá một chút, nên các bạn cứ cập nhật chi tiết tại website nhá. Mình sẽ không nói ra cụ thể, mình chỉ nói là hơn 4 triệu thôi. Đó. Thì để bỏ tiền ra mua chiếc máy này thì hôm nay mình làm clip để hướng dẫn các bạn cách chọn mua chuẩn nhất ấy, bởi vì hiện tại bây giờ máy dựng rất là nhiều cho những chiếc Samsung Galaxy S9 này. Thời gian trước thì mình đã từng làm một clip rồi, nhưng thời gian đấy thì hiếm hơn, bây giờ mới là nhiều, bây giờ rất là nhiều nhá. Thì ở đây thì mình gần như là đủ các màu sắc của chiếc Galaxy S9 Hàn Quốc, chỉ duy nhất là thiếu cái màu xanh blue thôi. Thì cái màu xanh blue này thời gian trước rất là nhiều, nhưng bây giờ mình lấy về thì thấy hơi ít một chút, nhưng mình lại lấy được nhiều cái bản sản xuất limited này, có nghĩa là giới hạn ấy. Ở đây thì mình có cái màu limited là màu gold, blue gold đó, có hay là gọi là xanh vàng đó, ở bên dưới là một chút hơi ánh vàng này. Màu đỏ rượu vang cũng được sản xuất giới hạn, và cái màu đa phần là nhiều là màu vàng, màu đen và màu tím. Màu xanh blue thì mình đang hết mất rồi. Đó là hiện tại mình gần như đủ màu. Xong luôn thì mình để màu đây cho các bạn hình dung nhé. Tại vì các bạn bỏ tiền ra các bạn mua ấy, thì mức giá tầm khoảng hơn 4 triệu nó cũng là một con số không hề nhỏ một chút nào cả. Thế nên các bạn cần mua những chiếc máy có màu sắc chuẩn như vậy, đầu tiên nó là màu blue gold thì sẽ là như thế này nhé. Thì các bạn để ý là cái màu này không có nhiều trên thị trường đâu, rất là ít. Đó, thì ở bên trên nó sẽ có màu xanh nhiều hơn, và bên dưới nó sẽ có màu anh kim như này này. Đó, hơi vàng một chút ở bên dưới như này, cả lắp lưng này. Đó, khi các bạn đi mua ấy mà cái lắp lưng nó bị bạc ở dưới, mà cái lắp cái phần viền nó bị bạc ở dưới mà cái lắp lưng nó màu xanh hết ấy, thì nó không phải chuẩn, phải là màu chuẩn. Mà màu chuẩn của nó phải như này nhá, màu này rất là hiếm, màu này rất là khó dựng này. Thế nên mua được chiếc máy này em hoàn toàn yên tâm là máy chuẩn từ lưng cho đến viền, đúng không? Đó. Tiếp nữa là cái màu đỏ rượu vang. Màu đỏ rượu vang ở đây thì cái màu này khá ít, chứ không có nhiều. Đó, thì các bạn có thể để ý kỹ nhá, thì hiện tại mình đang bán chiếc máy rất là đẹp này, các bạn có thể nhìn thấy. Các đường viền của nó gần như là không bị cấn gì đâu, không bị xước luôn, thậm chí không bị xước luôn. Và rất là đẹp như này. Đó, những chiếc máy bên mình bán đa phần là đẹp hết như này nhá, chứ không có nào xấu cả. Màu vàng đây cũng vậy này, các bạn có thể nhìn thấy nhá. Đó, cái màu vàng này. Đó, viền rất là đẹp luôn nhá. Viền rất là đẹp luôn. Đó. Màu đen này, màu đen này ngày xưa rất là nhiều rồi. Đó, các bạn nhìn thấy này. Không bị cấn móp luôn. Bên mình bán hoàn toàn như vậy, hết cấn móp mình hoàn lại trả lại đây. Thậm chí những chiếc ví dụ như màu đen là còn nguyên siêu viền luôn này, các bạn nhìn thấy nhá. Đây này. Đó, mình có thể bóc được này. Đó, nguyên siêu việt luôn. Đó, thấy không? Đó, còn nguyên siêu việt luôn. Nó còn đẹp như vậy mà. Nguyên siêu việt trước nay gần như là không sử dụng mấy. Đây, đây là màu tím nha. Cái màu này thì cũng khá là nhiều. Đấy, cũng còn nguyên siêu việt luôn đó các bạn này. Đó. Đây, mình bóc thử cho các bạn xem này. Đây, còn nguyên siêu việt một chút ở dưới này. Đó, thấy không? Đó. Đây, còn đẹp như này nha. Và một cái màu xanh. Một cái màu xanh blue thì nó sẽ đậm. Đậm hơn cái màu xanh này một chút. Nó sẽ đậm hơn màu xanh này một chút, mình sẽ để ảnh cho các bạn nhìn hình dung nhé. Một cái viền là xanh hết. Đó, các bạn đi chọn máy các bạn phải chuẩn được cái màu sắc như vậy. Thì khi các bạn nhìn thấy màu sắc chuẩn rồi, và các bạn ưng cái màu nào thì các bạn sẽ chọn riêng vào cái màu đấy. Ví dụ mình sẽ mở cái màu xanh này cho các bạn dễ nhìn nhé. Đây nhá, ví dụ cái màu xanh này thì các bạn có thể nhìn thấy này. Đó, các viền các bạn chọn là phải đẹp rồi, đúng không? Như máy bên mình đã quảng cáo như ở đây. Đó. Và việc tiếp theo là các bạn nhìn kỹ phần lưng nha, mình sẽ bóc ra cho các bạn xem. Thì những chiếc CS9 của Hàn Quốc ngày trước mình đã làm rồi, và bây giờ nó vẫn như thế rồi, nó không có gì thay đổi cả. Đó là nó sẽ không có chiếc CS9 ở phía dưới này đâu. Đây này. Đó, mình sẽ lau nhá. Nó sẽ không có chiếc CS9 ở phía dưới này, và nó chỉ là một cái lớp lưng với kính bình thường thôi, và duy nhất ở trên này là chiếc Samsung. Và cái quan trọng nhất ấy là ở phía dưới này nó sẽ có tên modem của máy Hàn Quốc, và ở phía cuối cùng nó sẽ là email. Nó sẽ là email nhá. Đấy nhá. Các bạn nhìn nhá. Email này là 100% là trùng với bên trong của máy đấy, chứ không có lệch cái nào đâu mà phải có email. Chỉ những chiếc máy Refurbished mới không có thôi. Và hiện tại bên mình đang bán là những chiếc máy là những chiếc máy thương mại bình thường, dùng lướt là phải có nha. Các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ có tên modem của S9 Hàn Quốc sẽ là G960N này, có một ký tự Hàn Quốc ở đây và số email ở dưới này.
Và sau Suzuki Mei sẽ là nhà phát hành mạng, ví dụ như SKT ở đây. Thì khi SKT các bạn phải nhìn thấy nhá. Đó, nó sẽ có logo của nhà phát hành mạng này. Thì cái này rất đơn giản thôi, thực ra là cái phần mềm này ấy, thì chúng ta cũng có thể là chuyển thành quốc tế được. Ngày xưa mình đã từng làm một clip hướng dẫn chuyển quốc tế đấy. Các bạn có thể download phần mềm là điện thoại trên này này, tí mình sẽ làm lại cho các bạn xem. Thì chiếc máy này nó sẽ thành quốc tế luôn. Đây này. Đó, thì là cái này không quan trọng, mà quan trọng là nó phải đầy đủ nhá, là số email này và tên nhà mạng ở đây. Thì tên nhà mạng ở đây là có thể nó sẽ là đúng hoặc có thể là không, bởi vì là nhiều trường hợp là chúng ta đã chuyển nhà mạng rồi. Đó, ví dụ như ở trên chiếc máy màu đỏ này sẽ khó nhìn hơn một chút, nhưng nó sẽ có nhé, các bạn có thể nhìn thấy cái chữ ở đây không. Đó, hay trên chiếc máy màu vàng này. Đó, đây cũng là SKT này. Đấy, nhưng chiếc máy nào nó cũng phải có nhá, bởi vì là cái này nó khó in lại lắm. Thế nên là đa phần là bên dựng máy nó sẽ không in những cái này đâu. Đó, nó sẽ là cái lớp lưng trơn hơn đa phần thôi, chứ mình không hóa nó hoàn toàn. Nhiều lên nó vẫn in được, của Trung Quốc bây giờ nó giỏi lắm. Đó, nó vẫn làm lại được nhá. Đó, tên nhà mạng đây này. Những chiếc máy màu tím này cũng vậy này. Đó, nó không ghi là sản xuất ở đâu đâu. Chỉ những chiếc máy của Việt Nam, những chiếc máy của thị trường quốc tế sang châu Âu hay một số nước, ví dụ của Mỹ, thì nó sẽ có in cái nơi sản xuất ở đây. Nhưng mà của Hàn Quốc nó chỉ in tên modem và dãy số email thôi. Và khi chúng ta kiểm tra là dãy số email, chúng ta là phải trùng nhé, phải trùng. Còn cái nhà mạng thì chúng ta không quan tâm, bởi vì là nhiều khi là nhà mạng không trùng cũng được. Bởi vì ở đây là mình có cái phần mềm này, để mình chỉ ấn một phát là mình sẽ chuyển được nhà mạng luôn. Đó, và chuyển sang quốc tế luôn. Thế nên chúng ta có thể mua những chiếc máy này với Hàn Quốc, nhưng bây giờ chúng ta có thể chuyển sang quốc tế được. Đây, 27262826 này, 662 này. 662 này, 2627 đây này, 2628 này, 2633 này. Ồ, mình không nhớ lắm. Sao thăng này, 2726 này, 2826 này, thăng sao này. Đó, tí nó sẽ vào trong và chúng ta có thể chuyển mạng được. Dưới US11, trên US11 chúng ta sẽ làm được. Đó, thì mình, các bạn muốn xem thì mình để link clip mà mình hướng dẫn cái chuyển mạng quốc tế vào đây nhá. Đó, thì bây giờ chúng ta xem lại qua về hình thức trước. Thì với cái lắp lưng của sản phẩm nó là như vậy nhá. Đầu tiên là nó sẽ là tên Samsung này, và sau đó nó sẽ là cái email và dãy số email và cái tên modem ở đây, nó phải trùng với lại cả bên trong của máy. Đó, cái đầu tiên chúng ta xem như vậy. Và cái quan trọng nhất là chúng ta hãy cùng lướt qua một phần trước ở cái lắp lưng xem nó có bị không khít được nào không, bởi vì là những chiếc máy này có khả năng chống nước, nên khi chúng ta mua ấy là bắt buộc phải là còn chống nước. Bởi vì bên mình chỉ bán máy lướt thôi, chứ bên mình có bán máy là làm lại đâu. Nếu chỉ làm lại thì không mất chống nước, thì đã nguyên zin là phải còn chống nước. Nên chúng ta cùng xem nó có khít không nhá. Đây này, ở cái mép này, chúng ta bấm nó xem nó có bị bầm bùng hay không, bấm xem có bầm bùng hay không. Và chúng ta nhìn kỹ cái khe này, nó xem nó có bị cày đây không, bởi vì trường hợp là thợ nó hay làm là nó hay cho cái dao lam vào đây này, nó sẽ bị xước bên trong này. Đó, nó hay bị xước ở cái mép này. Xước ở mép này. Đó, chúng ta xem thật kỹ nhá, xem nó có bị không. Và cái điều nữa ở ngay lắp lưng ấy là chúng ta xem là cái phím vân tay có trùng màu hay không này, cái phía này nó có bị bụi hay không này, cái camera có bị bụi bên trong hay không này. Nếu bởi vì là tháo ra làm có bị bụi bên trong, chắc chắn là đã bị làm lại rồi. Thế nên chúng ta cần xem là không bị bụi bên trong, và cái màu của vân tay nó trùng như này nhá, đúng cái màu lưng này. Đó, đây này, à, vân tay đây màu vàng đây, màu đen này, đó, hay là màu tím này, đó là nó phải trùng màu. Cái đấy là điều chắc chắn rồi. Còn bây giờ khi chúng ta xem xong cái lưng ấy, là chúng ta bắt đầu chúng ta xem đến cái viền, đúng không? Đây này. Thì ở cái viền cũng khá là quan trọng, ở một cái điều nó lại có nhiều cái sự khác biệt thế này. Ví dụ chúng ta đang cầm trên tay cái phiên bản Limited màu xanh vàng này nhá, thì cái viền nó sẽ thay đổi rồi, bởi vì cái này rất dễ xem và ít bị dựng. Đó, nhưng khi chúng ta cầm trên tay một chiếc màu vàng chẳng hạn này, nó đều là một nét vàng như này. Đó, những cái quan trọng chúng ta xem ở cái chỗ nào. Bây giờ chúng ta sẽ xem ở cái phần nhựa mà nó làm cái anten ấy. Khi nó có một cái nhựa ở đây, một cái nhựa ở đây, một cái nhựa ở đây và một cái nhựa ở dưới này, thì cái nhựa này nó sẽ chỉ có một màu duy nhất thôi. Ví dụ như là cái màu xanh này nó sẽ có hai màu là xanh và vàng, nhưng mà cái nhựa này nó vẫn là màu xanh. Đó, cái này sẽ nhìn rất là dễ này, đúng không? Và cái màu vàng cũng tương tự như vậy này. Đó là cái nhựa nó sẽ phải trùng nhau này, cái màu trùng nhau là cái màu trùng nhau này. Ở trên này cũng vậy này, và cái viền của cái chân cắm tai nghe cũng như là chân sạc nó cũng sẽ có cái viền nhựa và cái màu tương tự cái viền bằng tiên ở đây. Cái này chúng ta xem phải chắc chắn phải như vậy nhá. Còn phía bên này nó là cái loa ngoài đấy. Phía bên này loa ngoài và đây là mic này. Chân sạc càng đẹp càng tốt, vì càng đẹp thì càng ít cắm sạc, nhưng sợ nhất là bị thanh sạc. Nhưng chúng ta cũng nên xem là cái viền chân sạc nó có chuẩn hay không. Con nét camera cắm vào được rồi, đúng không? Cái màu viền chân sạc có chuẩn này. Tiếp nữa cái phiền phím nút này. Đó là cái này nó làm, bởi vì đây là những flagship một thời của Samsung ấy. Thế là những cái nút nó làm rất là chắc chắn nhá. Chúng ta có thể cầm chúng ta like này, nó cảm thấy rất là ít độ dư này. Và chúng ta bấm rất là đẹp. Rất là đều này, rất là đẹp này. Đó. Bấm vào đây vậy rất đều nhá. Ít độ dư nhá. Là cái điều chắc chắn là chúng ta phải xem ở cái viền này. Đó.
Khi xem vào cái máy rất đơn giản như vậy thôi. Khe sim cũng tương tự như vậy, rất là khít nha. Khe sim không gồ ghê gì cả. Và cái quan trọng nhất ở cái viền là khi chúng ta nhắm mắt vào và chúng ta vuốt cái phía phần nhựa và cái phần kim loại này, chúng ta cảm tưởng là một khối chứ không phải hai khối khác nhau. Đó, chúng ta cảm tưởng như vậy. Những cái khe mà như cái lỗ của mic ở dưới, hay những cái lỗ của loa ngoài này, hay cái lỗ của mic ở trên này, và lỗ chọc khe sim, chúng ta sẽ nhìn rất là nét nhé. Nó không rất là nét này. Đây này, chứ nó không có độ dư, rất là tròn nhé, rất là đẹp nhé, rất là đều nhé. Đấy, chúng ta đi mua, chúng ta phải xem kỹ cái vấn đề này, bởi vì khi máy nó hay làm lại là cái viền chất lượng nó kém ấy, thì nó sẽ không được đẹp như này, và nó thường phun sơn lại thì những cái màu sắc này nó sẽ không được đều, là cái điều chắc chắn luôn. Đó, khi các bạn đi xem máy nó là như vậy nha. Khi mà chúng ta xem được cái viền và cái lưng mà nó khít và nó đẹp như vậy, như mình nói là chúng ta xem được cái mặt này là cái quan trọng, bởi vì nó xác định được cái màn hình nó phải xịn hay không. Đó, mình sẽ lật hết lên cho các bạn xem nhé. Máy màu gì thì cái mặt nó vẫn là màu đen thôi, đúng không? Và cái màu đen của các bạn có thể nhìn thấy là đây là màn hình LED của Samsung, thì cái màu đen nó gọi là đen tuyệt đối luôn, nó là như một cái tấm đen bình thường. Và chúng ta sẽ không phân biệt được ở cái mép đây. Chúng ta mở lên thì ta sẽ biết là cái viền của nó khá là dày, không như những chiếc máy điện thoại thời điểm bây giờ. Đó, cái viền nó khá là dày nhé, đây này. Đó, nhưng mà khi chúng ta tắt đi, chúng ta sẽ gần như không phân biệt đâu là viền và đâu là màn hình. Đó, màn hình xịn nó phải như thế. Chứ còn màn hình rẻ tiền nhé, màn hình rẻ tiền ấy, thì nó sẽ nhìn được cái tấm nền bên trong. Bởi vì màn hình LCD thì thường cái tấm nền nó phản quang mà. Thế này thì chúng ta sẽ nhìn được, nó không được đen như này đâu nha. Đó là cái quan trọng mà khi chúng ta đi chọn máy chúng ta nhìn. Và cái điều chắc chắn một điều ấy, đó là những chiếc Samsung, nó từ dòng S7 lên, nó S8 lên đấy, thì nó sẽ là màn hình đen hết. Và nó sẽ không in bất cứ cái logo hay là ký tự hay là cái thông tin nào trên màn hình. Nó chỉ là một khối đen thôi. Đó, khi các bạn nhìn nhé, các bạn nhận thấy nhé. Và các bạn bật màn hình lên như thế này thì các bạn phải nhìn thấy này, cái viền trên và viền dưới nó phải đều nhau, cái viền hai cạnh nó phải đều nhau và là hình cong thực sự. Đó, một số hàng fake thì cái màn hình nó sẽ là màn hình không cong, nó chỉ giả vờ thôi, chứ cái lớp màn hình nó không có đường cong như này và nó vẫn là cái đường phẳng. Đó, khi các bạn xem các bạn lưu ý như vậy. Và khi các bạn nhìn tiếp ở phía bên trên này bằng mắt thường, chúng ta phải nhìn kỹ, nếu bạn đã bị cận thì có nhìn tí, nhưng nếu mà mắt tinh các bạn thì nhìn rất rõ nhé. Thì ở phía này nó sẽ có đèn báo này, sẽ có một cái lớp cảm biến bóng mắt này, hình tròn hơi to này bằng camera này, sẽ tiếp nữa là cảm biến ánh sáng là hai cái hình tròn nhỏ hơn, to và nhỏ. Đó, thì phía bên này là chúng ta có bốn cái đường tròn rất là đẹp và sẽ không giống nhau, không đều nhau một kích thước đâu. Nhỏ nhất này, xong rồi đến ngang ngang với camera đường trước như này. Đó, và đến một cái nhỏ hơn và cái nhỏ hơn nữa. Cái này nó sẽ là nhỏ, có nghĩa là cái này nhỏ nhất rồi, xong đến cái này, ngoài xong đến cái này và đến cái cảm biến bóng mắt đây. Đó, ở trên camera rất là khó nhìn. Có như mắt thường là các bạn tinh các bạn có thể nhìn thấy. Đó, sau phía đây, giữa ở đây nó sẽ là loa trong và các đường để cản bụi ấy, rất là đều như này nhé. Các bạn có thể nhìn thấy nhé, rất là đều này, không có cản bụi, rất là nguy hiểm, vẫn là phải có cản bụi. Sau đó đến cái camera trước này, đó sẽ nhìn rõ nhất. Ở phía bên cạnh camera trước nó sẽ có một cái đường tròn hơi khó nhìn hơn một tí nữa, nhưng nó sẽ có thêm một đường tròn nữa. Tổng cộng ở phía bên trên này chúng ta sẽ có 6 đường tròn tất cả. Và khi các bạn mua máy các bạn nhớ là như vậy nhé, mới đầy đủ cảm biến, mới là màn hình gì xịn nha. Bây giờ chúng ta sẽ soi tiếp ở bên dưới này. Thì những cái dưới này nó sẽ không có gì cả, nó chỉ là một lớp đen thôi. Nó lớp đen thôi và chúng ta sẽ soi thật kỹ xem là liệu cái lớp đen này nó có bị xước ở bên trong hay không. Đây này, dưới này nếu nó bị xước ở bên trong ấy thì chứng tỏ một điều là máy này nó bị tháo ra và làm lại kính rồi. Các bạn lưu ý là như vậy nhé. Tháo ra và làm lại kính rồi thì nó không còn zin nữa. Cái viền bên cạnh này cũng vậy này, rất là đều hai mặt này và sẽ không bị xước bên trong đâu, nhưng phải có viền đen như này nhá. Đó, đều hai mặt này. Khi ta đi xem nó là như vậy thì mới là chuẩn. Tiếp nữa, khi xem xong màn hình ok rồi, chúng ta sẽ xem lại các mép này xem có bị bập bùng hay không, có bị cảm giác như bị dán lại màn hình hay không. Rất là đều nhé. Đấy, lấy một tờ polymer thử nhét vào thôi, đấy không nhét được tờ polymer vào ấy thì chứng tỏ là bị tháo màn hình rồi, đúng không? Đấy, các khe mép này. Đó, rất là đều như vậy nha. Mới là chuẩn nha. Đó, khi xem qua hình thức xong hết rồi thì chúng ta sẽ xem cái phần mềm, đúng không? Sẽ xem cái phần mềm cũng rất là đơn giản thôi. Ở đây thì mình đã cài một cái phần mềm vào trong chiếc máy màu xanh này rồi, đó là cái phần mềm là tên là Funifu ở đây nhé. Thì rất là nhiều các bạn đã cài phần mềm này vào, thì cái này nó chỉ mang tính tham khảo thôi. Cái này nó chỉ mang tính tham khảo thôi, chúng ta sẽ cài thêm một phần mềm nữa là phần mềm CPU-Z ở đây. CPU-Z này để chúng ta xem CPU có chuẩn của Samsung hay không, bởi vì là những chiếc máy Hàn Quốc là sử dụng CPU của Samsung. Exynos, còn những chiếc máy ví dụ như là của Mỹ này, của Nhật Bản này và của Trung Quốc hay của Hồng Kông ấy thì nó sẽ sử dụng chip Snapdragon. Đấy, còn là chuẩn Hàn Quốc, mình đang nói là Hàn Quốc, máy Hàn Quốc nhé, nó sẽ là Exynos của Samsung. Mình sẽ cài CUZ trước này. Và cài CUZ vào cái phone info này, nhưng chúng ta sẽ vào cái phone info để chúng ta xem trước.
Đó, thì cái phần mềm này là chỉ mang tính tham khảo thôi các bạn nhé. Đó, thì chúng ta sẽ xem ở đây là có tên có đúng là modem như sau lưng máy hay không. G960N ở đây này. Đó, G960N. Những chiếc máy S9 Plus thì nó sẽ G965N. Còn đây là những chiếc máy S9 ấy, thì là G960N. Ở Samsung nó quy định rất là rõ ràng nhé. Dòng S nó sẽ là G ở đằng trước, còn dòng Note nó sẽ là N ở đằng trước. Đó, và Note 9 là N960N. Đấy, còn S9 là G960N nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem được cái này là ngày xuất xưởng này, vào 18 tháng 12 của năm 2018. Thì cái này là cái ngày xuất xưởng nhá, là cái ngày mà nó được xuất ra chứ không phải là ngày bán, không phải là ngày kích hoạt. Các bạn lưu ý như vậy. Thì ở đây nó sẽ cái phần màu sắc, cái màu sắc nó phải trùng với máy nha. Đây là gold blue này. Đó, không phải blue gold mà gold blue. Đó, nó phải chuẩn như này. Còn nếu là blue nó chỉ là blue thôi, hay là màu tím nó sẽ ghi là màu tím chẳng hạn. Đó, nó phải chuẩn như vậy. Đó, các bạn nhá. Ở bên này chúng ta sẽ xem được cái mã quốc gia ra. Thì ở đây nó xuất sang thị trường Hàn Quốc à. Đó, chụp bởi các nhà mạng KTC này, nhà mạng LUC này, SKC này, và quốc tế nó sẽ là KOO này. Đó. Đó, các bạn nhìn nha, phim ở đây thì cái này sẽ cập nhật thay đổi Android 10 ở đây này. Đó. À, phần cứng nó sẽ là chip Exynos 9810 64 bit. Đó, chuẩn chip nhé. Đây, RAM là 4GB. Đây, màn hình của phân giải của nó là 2K. À, camera 12MP. Đó, ở trên này các bạn có thể xem là gần như hoàn toàn. Đây, phiên bản phần mềm được cập nhật vào ngày 3 tháng 1 năm 2019 này. Đó, ở trên phần mềm SUBZ chúng ta sẽ cùng vào tiếp nữa là kiểm tra chuẩn CPU lại lần nữa. Đúng là Exynos 9810. Bởi vì là những máy fake thường thường nó sẽ là MediaTek. Đây, còn những cái chiếc máy mà nó là chip Qualcomm ấy thì nó không phải Hàn Quốc. Đó, các bạn đang muốn mua Hàn Quốc đúng không? Nó không phải Hàn Quốc. Đó, nó không chuẩn. Nó phải chuẩn là 9810 như thế này. Đó. Các bạn lưu ý nhá. Khi chúng ta xem phần mềm là như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ở bên trong cái mà Recovery cũng như cái download mode để xem có chuẩn máy hay không. Đã bị can thiệp phần mềm hay chưa thì chúng ta ấn vào nhỏ tiếng này. Biết bài và nguồn cùng một lúc nha. Để vào chế độ download mode để chúng ta cùng xem chuẩn Hàn Quốc hay không. Đó. Cứ giữ thôi. Đôi khi nào nó vào thôi. Dạ. Đây này, khi nó đào vào download mode được thì nó toàn chữ Hàn này. Đó, lưu ý là một cái duy nhất riêng máy Hàn thì nó mới hiển thị toàn chữ Hàn như này. Chứ còn những máy nước khác đa phần là hiển thị tiếng Anh. Đó, các bạn lưu ý là như vậy nhé. Thì khi ở dưới này nó sẽ báo là to tiếng là tiếp tục và nhỏ tiếng là thoát đấy, thì chúng ta sẽ ấn to tiếng này. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái màn hình vào đó lớn một đây thì cái này nó không bị xá. Nhưng chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây này, nó sẽ là tên modem đúng là G960N này. Đó, các bạn nhìn thấy nhá. G960N ở đây, đúng không? Đó. Tất cả các thông tin ở trên này nó sẽ ghi về thông tin về máy. Khi chúng ta kiểm tra nó là như vậy. Họ còn không có cái bước này không đúng rồi, nhưng sau đó chúng ta bỏ qua vì đấy là không phải con chuẩn, không phải con Hàn Quốc chuẩn, đúng không? Đây, bây giờ chúng ta tắt đi một cách chúng ta ấn lại cái tổ phím như vừa rồi thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để chúng ta kiểm tra áp suất cũng như email trong cái chủng máy hay không nha. Đó, chúng ta lại khởi động lại thôi. Đó, được. Đó, Galaxy S9 này. Đó. Cái màu này nó khá là hiếm nhé, cái màu này vô cùng hiếm luôn. Đợt này mình về, ngày xưa mình về cái đây một năm mình đã từng làm cái clip mà hướng dẫn chọn mua cái con S9 Hàn này rồi, nhưng hồi đấy mình cũng không có nhiều máy như bây giờ. Và bây giờ mình rất là nhiều và mình đã chọn được những chiếc máy chuẩn nhất để mình làm lại clip để cho các bạn xem một lần, đúng không? Đây, bây giờ chúng ta sẽ quan trọng nhất là bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra áp suất, xong kiểm tra cái tính là đã bị tháo hay chưa. Bởi vì là áp suất hiện tại đến thời điểm hiện tại bây giờ nhiều thợ người ta làm được, nhưng mà chúng ta vẫn cứ lên kiểm tra xem cái máy của chúng ta còn nhiều áp suất hay không. Đó, bởi vì những chiếc máy này cũng khá là lâu rồi, nhưng áp suất để chúng ta biết là nó còn nguyên bản và có thể dùng nước được. Đó. Nhà mình sẽ chọn là bằng phần mềm điện thoại bình thường, ấn sao thăng không sao thăng nha. Đó, sẽ nó vào phần mềm test đây, thì ở đây cái phần mềm này ấy là chúng ta có thể test được cái màn hình là xem nó có bị bóng mờ hay không bằng cách cho chọn màu đỏ, màu xanh hay là màu xanh lá cây. Đó, ở đây chúng ta có thể test được phần rung này. Đó, ấn rung là nó đều này, không bị rồ này. Camera trước, camera sau. Đó, thì chúng ta chỉ quan tâm nhiều đến cái cảm biến, còn những cái kia chúng ta có thể tự kiểm tra nhé. Thì mình sẽ không làm clip bởi vì nó sẽ dài. Thì chúng ta mình sẽ vào cảm biến ở đây này, là cái sensor này. Đó, thì mình cùng chú ý đến cái phần Volumeter Sensor nhé. Thì cái này nó là cái áp suất ấy, chúng ta có thể nhìn thấy là 1006. Ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến số 1006 thôi. Số 28 chúng ta không quan tâm, thì khi chúng ta ấn vào màn hình này. Đó, thì các bạn nhìn thấy 7 không? Ấn mạnh tay vào màn hình nó sẽ lên 7 này. Đó, và nó nhảy xuống là 45 này. Là nó còn áp suất. Còn những chiếc máy không có áp suất thì kể cả ấn mạnh lên mấy thì nó chỉ giữ nguyên thôi. Nó sẽ không có thay đổi gì cả. Đó, còn áp suất thì khẳng định được 80% là chưa bị tháo. Và những chiếc máy này là hoàn toàn có thể nhúng nước được, có thể đi mưa được, có thể lội nước được.
Đó, các bạn cứ lưu ý như vậy nhé. Thì khi chúng ta kiểm tra này thì nó mới là chuẩn này. Đó, thì bây giờ là lần cuối cùng là chúng ta sẽ kiểm tra lại phần email. Thì chúng ta cũng sử dụng cái phần mềm điện thoại này và chúng ta ấn là sao thăng 06 thăng nhé. Đó, thì sẽ ra cái dãy số email đây. Thì máy này chưa độ lên 2 sim của nguyên bản thì nó sẽ chỉ có một email thôi. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy dãy số email đây và chúng ta lập được sao lên ở chỗ này. Đó, nó phải trùng với nhau. Nó phải trùng với nhau nhá. Đó, chúng ta nhìn thấy là 5031 không? Đó, mình chỉ nhìn thấy 4 số trước thôi. Chúng ta nhìn thấy là 50319 này. Đây này. 50319 nhá. Kể cả cái dấu gạch đấy. Chúng ta nhìn thấy là 50319 này. Đó. Nó phải trùng email như vậy thì nó mới là chuẩn. Cách xem máy nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Khi chúng ta đi xem chúng ta cần lưu ý này, phần vỏ đẹp, không cấn xước, không bị hở vỏ, đúng màu, đúng nguyên bản, đúng như những gì mình nói, chuẩn màu. Thứ hai, vào phần mềm Phoninfo xem được ngày tháng sản xuất, xem đúng màu ở trên phần mềm Phoninfo. Thứ ba, kiểm tra áp suất còn nguyên. Thứ tư là kiểm tra số email trùng với lương máy. Thứ năm là vào download mode xem modem trùng lương máy, chuẩn chúng ta sẽ lấy nha. Còn để chắc chắn nhất thì các bạn có thể vào website mình để đặt hàng, mình sẽ gửi hoàn toàn, mình đã làm cái clip này mình sẽ gửi cho các bạn hoàn toàn là chuẩn hết các bạn. Lên nhớ là như vậy, hoàn toàn là chuẩn, không có sai lệch gì cả, thoải mái chuẩn mình gửi. Và bên mình sẽ bảo hành là 1 đổi 1, ít nhất là 4-5 ngày cho các bạn. Cứ nghĩa là các bạn nhận được hàng online ấy, bị lỗi trong vòng 4-5 ngày mình sẽ đổi cho các bạn máy khác, hoàn toàn chi phí gửi đi gửi lại mình sẽ chịu nha. Để đặt hàng sản phẩm này rất đơn giản thôi. Các bạn có thể vào website là msm.vn để đặt hàng, hoặc các bạn có thể chat lên Facebook là msm.vn luôn, hoặc các bạn có thể comment dưới video là đặt hàng. Các bạn có thể gọi điện cho mình số điện thoại là 0888888641 để đặt hàng luôn. Đó, bên mình sẽ ship xe đoàn toàn quốc cho các bạn nhé, nhận hàng phải thanh toán. Vâng, thì cảm ơn các bạn xem clip. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn chia sẻ và cho mình một like và subscribe kênh YouTube của mình để chờ đón những clip tiếp theo. Chào các bạn nhé.